Thì khi mà chúng ta nhìn vào những tài liệu on-chain các bạn cũng đã quen thuộc rồi Các bạn thấy được là sau khi mà chúng ta thấy là cái giá cả đi xuống đó, Thì bắt đầu từ ngày 14 tây tháng 6, có nghĩa là trong vòng một tháng qua Thì trong vòng một tháng qua tình hình như thế nào? Các bạn thấy rất rõ ràng là trong vòng một tháng qua đó Tình hình là các bạn thấy được là cái số lượng ngày mà Bitcoin rời khỏi những sàn giao dịch đó, Nhiều hơn là có thêm Bitcoin trên những sàn giao dịch con số rất là nhiều có nghĩa là càng ngày chúng ta càng thấy được là cái số lượng bitcoin mất đi trên những sàn giao dịch thì để các bạn thấy rõ hơn đó khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đây á, là cái số lượng bitcoin trên những sàn giao dịch thì các bạn thấy được là sau khi mà bitcoin đó đi xuống ngày 19 tây tháng 5 đó các bạn thấy được đây là cái thời điểm ngày 19 tháng 5 thì tình hình như thế nào sau đó thì các bạn thấy được là trước đó đó bắt đầu là từ hồi là 17 tháng 4 thì chúng ta thấy là bắt đầu có cái số lượng Bitcoin tăng dần trên những sàn giao dịch đó cũng là lúc mà giá cái Bitcoin đi xuống từ 65.000 Tới cái lúc mà các bạn thấy được là ngày 19 tháng 5 đó, nghĩa là cái lúc mà giá Bitcoin đi xuống mạnh. Thì sau đó như thế nào? Sau đó thì chúng ta thấy là mặc dù là giá Bitcoin đi hàng ngang trong thời gian gần đây, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đó, thì các bạn thấy được là không những nơi chúng ta không thấy khó thêm Bitcoin trên những sàn giao dịch mà Bitcoin còn mất đi nữa. Có nghĩa là Skybridge nghĩ là có một số những cái người mà có tiền đó họ đã trở lại thị trường này ở thời điểm này và bắt đầu tích lũy giống như là thời điểm tháng 10 và tháng 11 của năm ngoái. Khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu của những cái sàn spot, ấy, những sàn mà cho các bạn mua thông thường nhưng không phải là sử dụng những cái giao dịch đòn bẩy hay là sử dụng những cái hợp đồng thì các bạn thấy rõ ràng hơn khi mà thường zoom vào đó các bạn thấy được là ngày 19 tây tháng 5 là cái ngày mà giá cả xuống mạnh sau đó thì các bạn thấy được là như thế nào sau đó đó các bạn thấy được là không những là khi mà giá cả xuống còn 30 ngàn mọi người không có hoảng loạn đẩy nhiều bitcoin lên sàn mà ngược lại các bạn còn thấy được là cái số lượng bitcoin càng ngày càng ngày càng mất đi trên những cái sàn giao dịch như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là tình hình của Bitcoin và đương nhiên chúng ta nói tới Ethereum trong những video trước đây tình hình cũng tương tự và thậm chí cái số lượng Ethereum mất đi còn nhiều hơn nữa và nói tới Ethereum đó thì các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu nghe nói tới Ethereum càng ngày càng ngày càng nhiều hơn và bây giờ ra hầu như là các bạn thấy những quỹ đầu tư đó nói tới Bitcoin họ sẽ nói tới Ethereum bây giờ thống kê đó dựa theo sentiment thì ngày hôm nay thống kê là 10 địa chỉ lớn nhất của Ethereum bây giờ đã lưu trữ tổng cộng là 20,5 Phần trăm của tất cả TBM nghĩa là 10 địa chỉ lớn nhất của TBM lưu trữ là 20%, một phần năm của tất cả mềm hiện bây giờ. Và đây là điều đã bắt đầu từ tháng 5 của năm 2017. Trong thời gian là 41 ngày qua, có nghĩa là trong cái thời gian mà giá cả đi xuống đó, những cái địa chỉ ví lớn đã tích lũy thêm 2,12% của tất cả y trên thị trường. Các bạn thấy được là bây giờ đây những cá voi của Ethereum lưu trữ rất nhiều Ethereum Chỉ có 10 địa chỉ ví thôi đã lưu trữ 1 phần 5 của tất cả Ether hiện tại rồi Và tôi muốn chia sẻ một cái thông tin liên quan tới những thứ tư đầu tư với các bạn Sau đó chúng ta nói tới một số những thông tin uh, liên quan đến uh, chính phủ Hoa Kỳ cũng như là liên quan tới Brazil Thì chúng ta thấy đó là ngày hôm nay đó chúng ta nghe nói tới một bài viết liên quan tới cái công ty đầu tư BlackRock thì công ty đầu tư BlackRock nói đó là không có thấy nhiều cái sự uh, nhu cầu đến từ những nhà đầu tư lớn muốn thu mua Bitcoin nhưng mà các bạn cũng như là thường thường hay chia sẻ, đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn những gì họ làm. Các bạn thấy là bên dưới này đó là thống kê những cái cổ đông lớn lưu trữ cổ phần của MicroStrategy thì các bạn thấy là người nào giữ nhiều cổ phần của MicroStrategy nhất đó chính là BlackRock đứng đầu tiên, kế đó là Capital Research, kế đó là The Vanguard Group, đây là cũng là một công ty đầu tư khác. Susikwena, SSGA, Funds Management và Morgan Stanley. Các bạn thấy được chúng ta chỉ tính riêng ba à, công ty đó chính là BlackRock, Vanguard và Capital Research and Management thì các bạn thấy chúng ta chỉ tính những công ty như là BlackRock, Vanguard, Capital Research and Management và Morgan Stanley thì chỉ có là các bạn thấy là 1 2 3 bốn công ty này thôi đã lưu trữ tổng cộng là 37,9% của tất cả cổ phiếu của Michael Strategy. trong khi mà Michael Saylor chỉ lưu trữ có 23,7% mà thôi thì các bạn cũng đã biết là công ty Michael Strategy bây giờ chiến lược đó, hầu như là họ tiếp tục kinh doanh phần mềm nhưng mà cái chiến lược của công ty Michael Strategy bây giờ là làm sao để thu mua càng nhiều Bitcoin càng tốt thì các bạn thấy là lúc nào chúng ta cũng nghe nói tới một số những cái tin tức không được tốt thì các bạn thấy được là chúng ta nó thường nghe nói tới những cái tin tức không được tốt đến từ BlackRock hay là chúng ta nói là đến từ Morgan Stanley nhưng mà các bạn thấy được là nếu như mà BlackRock nghĩ là Bitcoin đó không có nhiều sự nhu cầu thì tại sao BlackRock lại mua nhiều cổ phần của Michael chỉ như vậy trong khi mà công ty Michael Strategy chủ yếu là đầu tư vào Bitcoin nhưng mà điều tốt ở đây đó là những cổ phần mà họ lưu trữ đó chính là cổ phần loại A có nghĩa là cổ phần loại A đó không có cái sức bỏ phiếu nhiều như là cổ phần loại B Hiện bây giờ đó là Michael Saylor của Michael Strategy vẫn lưu trữ cổ phần loại B Và hiện bây giờ đó cái cổ phần loại B cho Michael Saylor có quyền bỏ phiếu lên tới 72% Có nghĩa là có nghĩa là Michael Saylor muốn gì thì được đó trong công ty Tại vì bây giờ ông ta vẫn lưu trữ 72% của tất cả những cổ phiếu loại B dùng để bỏ phiếu Chúng ta bây giờ hãy nói tới một người mà lâu rồi chúng ta không đề cập đến đó chính là cụ bộ trưởng bộ tài chính của Hoa Kỳ Stephen Mnuchin thì các bạn có thể nhớ là cách đây một hai năm chúng ta nói rất nhiều về Stephen Mnuchin khi mà Stephen Mnuchin còn là bộ trưởng bộ tài chính dưới chính quyền của cụ tổng thống Donald Trump thì sáng ngày hôm nay chúng ta lại có một bài phỏng vấn mà đang được chia sẻ rất là nhiều đó chính là bài phỏng vấn liên quan đến Stephen Mnuchin và có một số câu hỏi ở trên đài CNBC và một nhưng câu hỏi đó chính là Stephen Mnuchin nghĩ như thế nào về Bitcoin. Thì chúng ta sẽ nói về lời phát biểu của Stephen Mnuchin một lát nữa Chúng ta cũng cần phải nhắc lại là Stephen Mnuchin là một trong những người mà không thích Bitcoin trước đây Chúng ta thấy được là Stephen Mnuchin khi mà còn là người đứng đầu của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ Thì lúc nào cũng nói Bitcoin là công cụ dùng cho những cái việc phạm pháp vân vân Những cái mà chúng ta thường nghe nói tới bây giờ thậm chí là Janet Yellen Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện tại cũng có những lời phát biểu tương tự Và nói là cũng giống như suy nghĩ của Stephen Mnuchin trước đây và chúng ta đã nhớ là tháng 12 năm 2020 thì có nhiều tin tức liên quan đến là bộ tài chính của Hoa Kỳ muốn đưa ra một cái luật là mỗi lần mà gửi hơn 3.000 đô một ngày thì cần phải là thông báo và KYC vân vân chúng ta cũng nên nhớ là thời điểm đó những lời phát biểu của Stephen Mnuchin khiến cho giá cả đi xuống tháng 12 của năm 2020 và hồi tháng 2 đó của năm 2020 thì có cuộc bỏ phiếu uh, bởi Plan B có 6.000 người bỏ phiếu thời điểm đó thì chúng ta được là 6.613 người đã bỏ phiếu. Thì câu hỏi là thời điểm mà tháng 2 năm 2020 thì điều gì làm cho bạn lo lắng nhất? Những câu trả lời đó chính là lo lắng về Steve Mnuchin và những cái luật liên quan. Thứ gì liên quan đến Crack Wright và những cái dự kiện tụng liên quan đến cái white paper của Bitcoin. Thứ ba đó chính là liên quan đến cái sự làm giá của thị trường hợp đồng tương lai. Và cuối cùng là bất cứ những cái điều gì khác thì hãy comment ở bên dưới thì các bạn thấy được là 51,9% hồi tháng 2 của năm 2020 có nghĩa là hơn phân nửa số lượng người bỏ phiếu đã nói là lo ngại nhất là liên quan đến sự suy nghĩ của Steve Mnuchin và những cái luật liên quan đến thị trường crypto đến từ Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là cái sự ảnh hưởng thời điểm đó của Steve Mnuchin rất là lớn và lúc nào ông ta cũng nói là không thích Bitcoin vì Bitcoin là một cái công cụ dùng cho những việc phạm pháp Nhưng mà ngày hôm nay đó thì em ta đã nói những gì ở trên đài CNBC Hôm nay đó khi mà hỏi đến là Stephen Mnuchin nghĩ gì về Bitcoin thì Stephen Mnuchin sau khi mà không còn là bộ trưởng bộ tài chính nữa đó thì nói là nếu mọi người muốn mua Bitcoin để đầu tư không khác gì mua vàng hoặc một số tài sản khác điều đó là tốt cá nhân tôi không muốn có nó trong dịch mục đầu tư của mình nhưng nếu mọi người muốn thì điều đó hoàn toàn tốt đây chính là lời phát biểu của Steve Mnuchin mà thường đã chia sẻ các nguồn ở trên Twitter và trên những mạng xã hội và các bạn cũng nên nhớ là Steve Mnuchin còn nói là vài năm sau sẽ không còn ai nhắc tới Bitcoin nữa nhưng mà ngày hôm nay thì lại phát biểu là đầu tư Bitcoin đó cũng là một điều tốt đối với Steve Mnuchin cũng giống như những loại tài sản khác như là vàng thì một lần nữa cá mình thường muốn chia sẻ với các bạn là đừng nghe những gì họ nói hãy nhìn những gì họ làm và đương nhiên nhiều bạn thuận là tại sao mà Steve Mnuchin thì nói là đầu tư Bitcoin cũng là điều tốt nhưng mà tại sao ông ta lại không muốn có Bitcoin thật ra mà nói Stephen Nugent có đầu tư Bitcoin hay không thì chỉ có ông ta biết và thôi đây là điều mình không muốn chia sẻ với các bạn thì nói tới Hoa Kỳ ngày hôm nay đây chúng ta lại nhận thêm một thông tin nữa đó chính là cái lời phát biểu của thượng nghị sĩ Pat Toomey thì các bạn có biết đây là một trong những thượng nghị sĩ mà rất có cái Ý nghĩ tốt về thị trường crypto này là một trong những người mà ủng hộ thị trường crypto. Và trong cuộc phỏng vấn với lại Coindesk đó, thì thượng nghị sĩ Pat Toomey đã nói là chưa chắc là SEC, có nghĩa là ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ có thể có quyền để mà quản lý thị trường crypto này. Tại vì SEC là quản lý chứng khoán, còn bây giờ đã crypto không liệt vào chứng khoán thì về mặt pháp lý chưa chắc là SEC có thể quản lý thị trường crypto này. Có nghĩa là Nghị sĩ Pat đề cập đến cái lá thư được gửi đến cho SEC đến từ một nghị sĩ khác, đó chính là nghị sĩ Elizabeth Warren Thì trong lá thư của nghị sĩ Elizabeth Warren thì nói là từ đây đến cuối tháng thì SEC phải đưa ra một cái kế hoạch là SEC sẽ làm như thế nào để mà quản lý thị trường crypto này Chúng ta cũng đã nhớ đây là thông tin thường chia sẻ cách đây một tuần Thì bây giờ đó, nghị sĩ Pat nói là chưa chắc là SEC có thể có quyền để quản lý Chứ đừng có nói tới là quản lý như thế nào thì chúng ta được là càng ngày đó ngay cả trong quốc hội của Hoa Kỳ chúng ta cũng nghe nói tới là một vài nghị sĩ đã bắt đầu nghiêng về thị trường này như là chúng ta thấy trên màn hình đây là nghị sĩ Thu chúng ta cũng có nghị sĩ nổi tiếng đó chính là Cynthia Lumis trong thị trường crypto này chúng ta cũng có những người như là Hester Pierce ở SEC rất ủng um hộ thị trường crypto này và chúng ta có những cái thành phố cũng như là những cái tiểu bang như là Texas hay thành phố Miami rất là ủng hộ trên crypto các bạn thấy được là ca ngày thì không chỉ riêng là những nhà đầu tư không chỉ riêng là những cái công ty mà bây giờ đã ngay cả về cái phương diện chính trị của Hoa Kỳ cũng có rất nhiều người đã từ từ nghiêng vào thị trường crypto này tại vì sao thì đương nhiên các bạn thấy là vì họ có được lết của mình cho nên mới bắt đầu là nghiêng về thị crypto họ thấy được là có thể thu thuế như thế nào họ thấy được là có thể là tạo ra công an việc làm cho người dân vân vân thì đương nhiên các bạn thấy là một trong những cái sự kỳ diệu của thị trường này đó, đó chính là các bạn không cần phải tin vào Bitcoin để ủng hộ Bitcoin các bạn chỉ cần là có thể có lợi nhuận từ Bitcoin có thể có lợi nhuận từ crypto thì cũng có thể ủng hộ được như thường và mọi người đều vì lợi cá nhân của mình để ủng hộ thị trường này nhưng mà tới cuối cùng thì các bạn thấy được là mọi người đều cũng sẽ ủng hộ tại vì đây là thị trường mà có thể mang đến nhiều lợi ích cho những cái tiểu bang, những cái thành phố khác nhau. Cho nên về cái phương diện là những người ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ đã thường nghĩ là càng ngày sẽ càng nhiều hơn. Tại vì ủng hộ có lợi hơn đối với Hoa Kỳ. Thì nói tới đây đó chúng ta sẽ nói về một thông tin khác nữa liên quan tới Mỹ Latin. Thì Brazil đã là cái quốc gia đầu tiên ở trong Mỹ Latin có được một quỹ đầu tư Ethereum ETF, có nghĩa là cái quỹ đầu tư À, liên quan đến là các bạn có thể mua trực tiếp trên sàn chứng khoán và bây giờ đó công ty mà có quỹ đầu tư Ethereum ETF này đó chính là công ty QR Asset Management của Brazil và cái mã chứng khoán đó là QETH11 Công ty đó QR Asset Management này đó nói là họ lưu trữ cái số lượng Ethereum với công ty của Hoa Kỳ đó chính là sàn Gemini thì chúng ta cần phải hiểu đó là đây không phải là cái quỹ đầu tư ETF crypto đầu tiên ở Brazil chúng ta cũng đang nghe nói tới thông tin trước đây là Brazil đó đã có cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF rồi hồi tháng 3 của năm nay và ngoại trừ Hoa Kỳ thôi chúng ta được bây giờ là, là trên thế giới chúng ta đã có nước Canada có nước Brazil đã có nhiều quỹ đầu tư Bitcoin ETF và bây giờ cũng có luôn là Ethereum ETF chúng ta bây giờ chỉ chưa có nghe tới thông tin là khi nào thì mới có một quỹ đầu tư ETF của Hoa Kỳ mà thôi Những cái quỹ đầu tư này đó đương nhiên là thông tin tốt Chúng ta nghe nói thông tin là Canada có quỹ đầu tư Bitcoin ETF à Brazil cũng có nhưng mà những cái thị trường đó nhỏ hơn là thị trường Hoa Kỳ rất là nhiều Cho nên cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải thấy được một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF được thông qua ở Hoa Kỳ và thôi nghĩ đó chỉ là chuyện sớm hay là muộn mà thôi thì bây giờ có rất nhiều những cái đơn đề nghị là SEC thông qua một quỹ đầu tư Bitcoin ETF và năm nay đó khác với năm 2019 như thế nào khác với năm 2018 như thế nào tại vì chúng ta cũng đã nghe nói tới nhiều năm là có nhiều đề xuất liên quan tới Bitcoin ETF nhưng mà cuối cùng cũng bị SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ từ chối mà thôi nhưng mà năm nay đó khác một chỗ là chúng ta thấy được là chúng ta bây giờ đã có sàn Coinbase lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ chúng ta cũng đã có thêm một công ty khác nữa đó chính là công ty Circle cũng sắp sửa lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ chúng ta gần đây nghe nói tới là công ty mà đứng sau lưng đó là công ty Block One công ty mà đứng sau lưng đồng EOS sẽ có một cái sàn gọi là Bolus cũng sắp sửa lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là càng ngày ra thị trường crypto càng trở thành một phần của thị trường tài chính không chỉ là bây giờ chúng ta thấy được là người dân đầu tư công ty đầu tư những cái người ở trong quốc hội cũng đầu tư vào crypto bây giờ chúng ta thấy được là những công ty trong thị trường crypto đó có mặt trên sàn chứng khoán rồi thì càng ngày đó càng bình thường hóa thị trường này vào trong cái lĩnh vực là tài chính nói chung cho nên đối với thuận đó cái việc mà có một bitcoin ETF là chuyện sớm hay muộn mà thôi chúng ta hy vọng là chúng ta thấy được một bitcoin ETF trong năm nay hoặc là năm sau đây là điều mà chúng ta sẽ thấy được là có sự ảnh hưởng rất tốt đối với giá cả tại vì khi mà có ETF rồi thì mọi người có thể đầu tư trực tiếp vào quỹ đầu tư Bitcoin ETF mà họ không cần phải mở một cái chương mục đầu tư dưới sàn Gemini hay là Coinbase họ có thể là dùng cái ứng dụng hiện bây giờ giống như là ứng dụng trading fidelity những ứng dụng mà trading stock đó để mà đầu tư trực tiếp vào thị trường này thì cái nguồn tiền vào trong thị trường này càng dễ dàng hơn và đương nhiên sẽ khiến cho vốn hóa tăng lên đây chính là điều mà nhiều người mong đợi chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và dành cho những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit và MT. Và hiện bây giờ đó thì các bạn có thể tìm hiểu về đăng ký group tính hiệu trade miễn phí, đây là hợp tác giữa kênh Thuận Capital và kênh Anh Review. Hay là những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những cái dịch vụ như là Binance US. Đây là một sự lựa chọn cho những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch Allcoin. cũng như là những cái dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.